Và chào các bạn, bây giờ là bài học nói về việc in ấn. Vâng, rất đơn giản thôi. In ấn này tưởng chừng như là tất cả ai cũng biết cả thôi. Nhưng mà đôi lúc cũng có một số có thể là chưa chính xác lắm. Đối với cái hồ sơ dự toán cần in cái gì, hồ sơ đấu thầu gồm in những cái bảng nào, hay là hồ sơ quyết toán hay là tổng đầu tư chúng ta cần phải in những cái bảng nào. Đó. Thế thì ở cái bài học này, sau khi mà chúng ta đã học xong tất cả từ bài 1 là bảng về bảng giá vật liệu, bài 2 là bảng giá nhân công, bài 3 là bảng giá cá máy, rồi là bài các cái bài tiếp theo, ví dụ như là tổng hợp và dự toán chi phí dựng, rồi là hồ sơ đấu thầu, rồi là quyết toán, rồi tổng đầu tư, thì chúng ta đã học qua hết rồi. Nếu như mà ai chưa được theo dõi các cái bài học đó trên các cái video, trên các cái video thì chúng ta tìm ở trên YouTube để xem các cái bài các cái video nói về các bài học tương ứng. Và ở bài học cuối cùng này thì được giả thiết rằng là chúng ta đã học tất cả các cái bài học từ bài số 1 trở đi rồi. Đấy, để chúng ta biết được là tính dự toán như thế nào, tính hồ sơ đấu thầu như thế nào, tính tổng đầu tư hay là tính quyết toán như nào rồi. Thì bài cuối cùng này chúng ta sẽ đi vào cái công việc là cuối cùng là đặt giấy vào máy in và in những cái thứ gì. Đấy, thứ nhất là dự toán gồm phải in những thứ gì. Đấy, cái gì trước, cái gì sau. Đấy, hồ sơ đấu thầu hay là dự thầu gồm phải in những bảng biểu nào, và in những bảng nào trước, bảng nào sau. Rồi là tổng đầu tư cũng vậy, rồi quyết toán cũng vậy, phải in cái gì. Đấy. Thế thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang bên phần mềm dự toán G8 để hướng dẫn chúng ta cái việc mà in ấn. Đầu tiên là đối với cả hồ sơ dự toán hoặc là việc tính tổng đầu tư thì cần in những thứ gì. Đấy. Thế thì đầu tiên đối với hồ sơ dự toán thì tôi lấy ví dụ như trường hợp là chúng ta làm ở công đơn vị về các công ty tư vấn thiết kế, hay là các chủ đầu tư, hay là các ban quản lý dự án, hay là các đơn vị về tư vấn về quản lý dự án hay là lập dự án chẳng hạn, thì thông thường là chúng ta hay phải làm các cái dự toán. Đó. Thế thì đối với bảng dự toán thì cái đầu tiên chúng ta cần in là cái tờ bìa. Cái tờ bìa. Đấy. Tờ bìa này nó thể hiện được là tên công trình, rồi địa điểm xây dựng, chủ đầu tư, đơn vị thi công là gì. Đấy. Giờ thì các cái thông tin đấy thì nó nằm ở trong cái này. Chúng ta điền xong thì nó sẽ đưa vào cái thông tin này chúng ta. Tiếp theo nó thể hiện là các căn cứ. Đấy, căn cứ pháp lý. Rồi tiếp theo cuối cùng nó thể hiện cho chúng ta là tổng giá trị dự toán là bao nhiêu. Đấy thì chúng ta bấm sang cái sheet là sheet bìa. Sheet bìa này. Đấy, sau đó thì chúng ta bấm vào cái nút hình duyệt trước khi in này, chúng ta sẽ thấy nó sẽ có hai trang. Chúng ta chờ một chút. Nó sẽ có hai trang. Đây. Trang 1 là tên của cái tờ bìa ngoài cùng. Đấy, tên công trình, địa điểm xây dựng, trang 2 là các thuyết minh và giá trị dự toán sau cùng, nó chỉ có hai trang thôi. Sau đó thì chúng ta bấm nút vào cái hình máy in này để chúng ta in hai trang đấy ra. Đấy. Tất nhiên trước khi đó thì chúng ta phải bật máy in lên, chúng ta phải cho giấy vào, cho cả gam giấy vào cho đủ đi. Đó, thì chúng ta in. Như vậy là sheet đầu tiên là sheet bìa. Tiếp theo cái bảng thứ hai chúng ta cần in, và tất nhiên cái thứ tự mà đóng bìa đấy, đóng quyển đấy sẽ như vậy. Cái bảng thứ hai chúng ta cần in là bảng tổng hợp kinh phí. Đấy. Trong cái bảng này thì chúng ta thể hiện gì ạ? Tất cả chi phí dựng này, chi phí thiết bị này, chi phí quản lý dự án, rồi chi phí tư vấn. Đấy. Rồi chi phí thứ năm. Chi phí thứ năm ở đây là các chi phí khác như là chi phí thuê, mua quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, rồi là hạng mục chung, rồi là thẩm định dự án đầu tư, thẩm tra phê duyệt quyết toán, rồi kiểm toán, vân vân. Và cái thứ sáu là chúng ta thể hiện chi phí dự phòng do khối lượng phát sinh, dự phòng có trượt giá, và cuối cùng là tổng cộng làm tròn đây 183 tỷ chẳng hạn này, ví dụ vậy, thì là tổng đầu tư sau thuế của cả một cái dự án hay là khoảng một công trình đó. Và chúng ta bấm vào đây, sau đó chúng ta bấm cái nút in này, hoặc là chúng ta bấm vào print view này thì cũng ra. Đấy. Chúng ta chờ một chút, nó sẽ có nhiều trang. Đấy, thì nó sẽ in ra các trang cho chúng ta. Đấy, vân vân. Ở đây thì chúng ta cảm giác như ở bên tay trái nó mất nét cái đường kẻ dọc, nhưng thực ra là không phải như vậy. Khi chúng ta in ra giấy thì nó vẫn là cái đường kẻ liền đầy đủ. Do là trên màn hình thì chúng ta zoom nhỏ thì chúng ta không nhìn thấy. Ví dụ như tôi để là 200% sẽ thấy rõ này. Đây. Chúng ta nhìn cái đường kẻ dọc bên trái nó vẫn như bình thường. Và tất nhiên khi in ra giấy thì nó không có vấn đề gì hết ạ. Khi in ra giấy nó sẽ là nét liền như thế này.
chứ không vấn đề gì cả. Thì chúng ta bấm vào cái nút hình máy in bên cùng bên tay trái, chúng ta in. Rồi. Tiếp theo, ở cái bảng này thì đầu tiên là chi phí dựng, thì nó liệt kê các chi phí ở đây. Thì chúng nếu như mà công trình của chúng ta có nhiều công dự án của chúng ta có nhiều công trình, hoặc là một công trình chúng ta thể hiện nhiều hạng mục như thế này chẳng hạn, thì tiếp theo chúng ta nên nên là in cái tổng hợp chi phí dựng ở đây, cái sheet tổng hợp chi phí dựng đây. Thì tổng hợp chi phí dựng nó thể hiện là cái chi phí dựng trước thuế đấy, và thuế và sau thuế, cũng như là tổng cộng. Tổng cộng ví dụ như trong hợp này là 129 tỷ 423 triệu này đấy, thì là tổng của các cái hạng mục phần xây dựng đấy, hay là đối với dự án thì là thể hiện từng cái công trình phần xây dựng ở đây đấy, để thể hiện ở đây thì chúng ta in cái bảng này ra để chúng ta thể hiện được cái chi phí xây dựng đấy. Tuy nhiên là nếu mà công trình của chúng ta chỉ có một hạng mục, hay là dự án của chúng ta chỉ có một công trình, thì cái bảng này có lẽ không cần in đấy, vì là nó trùng với cái bảng tổng hợp phía hạng mục này rồi đấy. Tổng thiết bị là như vậy, phần xây dựng là như vậy. Tất nhiên để mà ra được các con số này thì chúng ta phải in các cái bảng ở bên sheet tổng hợp phía hạng mục. Cho do đó là tiếp bảng tiếp theo chúng ta cần in là bảng tổng hợp kinh phí hạng mục đấy. Thì chúng ta chọn từng hạng mục một thôi, chúng ta chọn từng hạng mục một. Sau đó ví dụ chúng ta đang chọn cái hạng mục là khoan nhồi cọc đại trà, thì chúng ta bấm vào đây thì chúng ta thấy là nó chỉ in một hạng mục thôi, in một hạng mục hiện hành thôi đấy. Khi chúng ta in ra thì các cái nét của nó là vẫn là bình thường, chứ không phải là mất nét như chúng ta nhìn ở chế độ zoom nhỏ như này đấy, như bình thường thôi. Nó in hạng mục khoan cọc đại trà ở đây đấy. Tiếp theo chúng ta chọn hạng mục đường vào dự án chẳng hạn, xong chúng ta bấm nút in thẳng luôn cũng được, hoặc chúng ta bấm nút này thì nó cũng sẽ in thôi. Đây, đường vào dự án nó sẽ in một trang duy nhất, vì cái bảng này nó cũng thông thường là không đến một trang đâu. Đấy, thì mỗi một hạng mục thì chúng ta nên in một trang cho nó rõ ràng. Đấy, cứ như vậy cho đến khi mà chúng ta in hết các hạng mục. Đó. Tiếp theo, chúng ta cần phải thể hiện ở trong cái bảng này chúng ta có chi phí thiết bị, có phần mua sắm và có phần lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị. Đấy. Phần mua sắm thì chúng ta in bên tổng hợp chi phí thiết bị ở đây. Đấy, cái sheet tổng hợp thiết bị thì ở đây chúng ta ví dụ như là chúng ta mua camera, chúng ta mua thang máy, mua camera, chúng ta thể hiện ở đây, và đây là cái sau thuế của cái phần thiết bị, chúng ta thể hiện cái bảng này ra. Chúng ta chọn bên sheet tổng hợp thiết bị, sau đó chúng ta in in luôn đây, hoặc là chúng ta duyệt trước khi in, chúng ta in cũng được như nhau. Đó. Tiếp theo ở đây thì chúng ta có phần lắp đặt thiết bị. Đấy, nếu có thì ở đây nó lấy tổng hợp phía hạng mục, link ở đây là tổng hợp phía hạng mục H72. Tôi bấm can chuồn mà móc vuông. Đây, H72 thì chính là cái bảng này. Đây, chúng ta sẽ in cái phần này ra. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn gì ạ? Chọn phần lắp đặt thiết bị. Chúng ta in tiếp ra. Đấy. Thì nó in nguyên cái phần lắp đặt thiết bị ra cho chúng ta. Đấy. Thì đây, cái bảng này chính là thể hiện một cái dự toán, bóc tách một cái dự toán để ra được cái chi phí trước thuế, thuế và sau thuế cho cái phần lắp đặt thiết bị cho một cái dự án hay một công trình. Ví dụ như đây làm tròn của nó chẳng hạn, sau thuế là 1 tỷ 072 triệu 520 nghìn đấy chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta thấy trên cái bảng này chúng ta in riêng ra. Đấy. Như vậy là chúng ta đã thể hiện được các chi phí xây dựng thiết bị đây rồi. Thiết bị đây rồi. Đấy. Tiếp theo thì ở phần dưới này. Ở dưới này chúng ta có phần chi phí hạng mục chung, chi hạng mục chung. Thì hạng mục chung này nó lấy ở hạng mục chung C818 ra. Đây, hạng mục chung đây. Hạng mục chung C18. Đây, C18 là cái ô này. Thế cho nên là chúng ta phải in thêm. Chúng ta phải sang cái sheet hạng mục chung để chúng ta in toàn bộ cái phần hạng mục chung này ra. Đấy, hạng mục chung ra để chúng ta chứng minh được cái con số này lấy đâu ra. Đấy, ba cái con số ở phần hạng mục chung trước thuế, thuế và sau thuế màu xanh, tôi bôi cả cái dòng màu xanh này, lấy đâu ra, thì chúng ta phải in ở cái phần hạng mục chung này ra để giải thích cho chủ đầu tư rằng là cái phần này lấy đâu ra. Đấy. Tiếp theo, nếu như công trình của chúng ta mà cái phần 4 này này, phần 4 này mà có khảo sát, phần 4 này chi phí khảo sát nếu có, thì cái khảo sát này nó sẽ lấy ở bên sheet tổng hợp hạng mục. Đối với cái hạng mục khảo sát, trong trường hợp này cái file này tôi không làm, thì chúng ta sẽ chọn tên cái hạng mục khảo sát ở đây nếu có. Sau đó thì chúng ta bấm nút in này để giải trình cái chi phí, cái dự toán cho cái phần khảo sát của cái dự án đấy hay công trình đấy. Đấy. Tiếp theo, đến cái phần tiếp theo thì nó sẽ phân làm mấy nhánh như sau. Thứ nhất là nếu ở cái bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng này, tức là ở sheet tổng hợp phía mục này,
Nếu chúng ta chọn làm vật tư theo giá tổng hợp, theo giá tổng hợp như thế này, thì chúng ta sẽ phải in các cái sheet tương ứng như là giá tổng hợp. Đấy, in giá tổng hợp xong thì chúng ta phải lấy cái giá này đâu ra? Cái đơn giá vật liệu công máy này thì chúng ta lấy ở đơn giá chi tiết. Sau đó chúng ta lại phải in tiếp cái bảng đơn giá chi tiết này ra. Đấy, đấy là trường hợp thứ nhất. Trường thứ hai là nếu mà chúng ta chọn vật tư theo tổng hợp vật tư. Tổng tư thì tất cả các chi phí vật liệu công máy này nó sẽ lấy ở bảng tổng vật tư sang. Đấy, thì nó sẽ lấy ở bảng tổng vật tư sang. Do đó mà chúng ta phải chọn ở cái bảng gì ạ? Ở cái bảng số 7 là bảng giá hiện trường rút gọn. Tức là nó chỉ thể hiện gì ạ? Khối lượng, giá đến chân công trình đối với vật liệu. Đấy. Rồi là giá tại thời điểm mà làm dự toán đối với nhân công, giá tại thời điểm làm dự toán đối với cả các máy, đối với máy thi công. Đó. Thế thì và cuối cùng nó thể hiện được là thành tiền của từng cái vật liệu một, cũng như là tổng thành tiền vật liệu, tổng thành tiền nhân công, tổng thành tiền của máy. Thì các con số màu xanh ở đây cũng như là tổng vật liệu đây nó sẽ được đưa sang bên cái chi phí vật liệu ở đây. Đây nó đưa ví dụ 49 tỷ 487 triệu này là vật liệu. Nhân công 28 tỷ 492, đây ví dụ nó lấy là tổng hợp vật tư OP42. Còn máy thì nó lấy là tổng hợp vật tư P61. Đấy, chúng ta ví dụ nhé, can chuôn mà móc vuông này. Đây P đây, P61 đây thì nó lấy tổng máy đây. Đấy. Cho nên nếu như ở đây tôi nhắc lại là nếu như mà chúng ta chọn vật tư theo tổng vật tư thì bắt buộc chúng ta phải in sheet tổng hợp vật tư. Mà trong đó chúng ta phải thể hiện được khối lượng, thể hiện được giá thành tiền và tổng thành tiền của vật liệu nhân công máy. Do đó ở cái mục hiện bảng dưới cùng này, ở cái bảng cái sheet tổng vật tư này có mục hiện bảng dưới cùng, chúng ta chọn bảng số 7 là bảng giá hiện trường rút gọn. Bảng giá hiện trường rút gọn. Đấy, để chúng ta thể hiện được đúng cái mà chủ đầu tư cần. Đấy, cái mà chủ đầu tư cần là khối lượng của từng vật liệu một, giá của từng vật liệu một, thành tiền của từng vật liệu cho cả công trình một, cũng như là tổng thành tiền vật liệu của cả công trình, tổng thành tiền nhân công của cả công trình, vân vân, tổng thành tiền máy của cả công trình. Đấy. Và tất nhiên chúng ta sẽ phải in, có nhiều hạng mục chúng ta phải in ra. Đấy. Tiếp theo, nếu như mà ở bên sheet tổng cái phương mục này, tức là dự toán, bảng dự toán ấy, mà chúng ta tính theo cách là theo công trình ở đây, vật tư theo công trình, tức là chúng ta lấy theo gốc cộng với chênh, gốc cộng với chênh, thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải in cái gì ạ? Chúng ta phải in tổng hợp vật tư R35. Thì bên tổng vật tư này chúng ta sẽ phải chọn cái bảng là bảng chênh lệch rút gọn thì nó mới thể hiện được cái R, tức là cái tổng chênh vật liệu, tổng chênh nhân công, tổng chênh máy nếu có. R35 tức là cái tổng chênh của vật liệu ở đây. Đấy, 35 là dòng. Đấy, R là cột đây. Thì cái R35 là cái dòng mà tôi bôi màu xanh này, chính là cái tổng chênh của phần vật liệu. Đó. Thì như vậy là đối với cái trường hợp mà chúng ta chọn là vật tư theo công trình ở đây, thì ở bên tổng vật tư ấy, bắt buộc chúng ta phải chọn bảng số 8 là bảng gì ạ? Bảng chênh lệch rút gọn. Đây bảng số 8 đấy ạ. Bảng chênh lệch rút gọn. Để nó thể hiện được gì ạ? Thể hiện được khối lượng từng vật liệu một này, giá gốc mà tỉnh ban hành là bao nhiêu này. Đấy, ban hành ứng với thời điểm mà họ công bố các bộ sách đơn giá, phần xây dựng, phần lắp đặt khảo sát vân vân đấy ạ. Giá hiện trường đấy, đến hiện trường xây lắp bao gồm cả cước vận chuyển. Đấy, rồi là theo công bố giá của tỉnh chẳng hạn. Đấy, theo giá vật liệu của tỉnh, theo thông báo giá đấy ạ, theo quý hay là theo tháng đấy. Đấy, cộng với cước vận chuyển là bao nhiêu, rồi chênh giữa cái giá hiện tại này với cả cái giá gốc là bao nhiêu. Đấy. Và cái tổng chênh là bao nhiêu để chúng ta biết được là cái chênh do từng vật liệu một là bao nhiêu. Đấy. Đấy. Và cuối cùng là tổng chênh vật liệu, tổng chênh nhân công, máy nếu có. Đấy. Và thông thường là nếu đã tính chênh thì thông thường là có đủ cả chênh vật liệu nhân công máy như bình thường. Đấy. Tuy nhiên cái cách mà chọn là vật tư theo công trình này, như tôi đã giải thích ở cái bài học nói về bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng ấy, thì là tôi không khuyến khích cái việc là chọn vật tư theo công trình, tức là lấy theo đơn giá gốc của tỉnh ban hành cộng với chênh lệch vật liệu. Đây chênh lệch thì ở cái bảng chênh lệch này. Còn cái theo cái đơn giá gốc của tỉnh ban hành, tức là chúng ta phải lấy cái khối lượng này mà nhân với cả đơn giá do tỉnh công bố ra cái thành tiền. Đấy, đơn giá tỉnh công bố trong các bộ sách, phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, phần sửa chữa, phần công ích vân vân. À, thế thì nhân với khối lượng nó ra cái thành tiền này, sau đó cộng đấy, cộng cái thành tiền này sẽ ra tổng ở phía dưới này. Tôi sẽ bấm đây cho nhanh. Đây, nó sẽ ra cái phần sum ở dưới này. Đây, phần tổng ở dưới này. Thì cái tổng là tổng gốc. Tổng gốc này cộng với cả cái chênh, chênh vật liệu, chênh nhân công máy ở cái phần tổng của tổng chênh này, thì nó sẽ ra được cái cộng đấy, tức là cái gốc cộng với chênh ở đây.
Đấy. Thì tôi không khuyến khích cái cách làm là vật tư theo công trình này, vì lý do là thông tư 06 năm 2016 Bộ Dựng hướng dẫn ấy, tại thời điểm mà tôi làm video này là tháng 2 năm 2019 thì thông tư này đang hiệu lực. Thì thông tư này không hướng dẫn theo cái cách mà lấy gốc cộng với trên như này nữa. Không có cái bảng nào từ bảng 3.1 đến bảng 3.9 trong phụ lục 3. Đấy, trong thông tư 06 2016 là không có chỗ nào Bộ Dựng hướng dẫn là lấy gốc cộng với trên hết đó. Cho nên là chỗ này chúng ta phải lưu ý. Tuy nhiên tôi vẫn hướng dẫn bởi vì hiện nay là rất nhiều đơn vị là họ vẫn đang làm theo cái cách mà không theo không được hướng dẫn ở trong thông tư. Tôi vẫn hướng dẫn lại thôi, hướng dẫn bổ sung thôi. Tôi khuyên không nhắc lại là tôi không khuyến khích. Đó. Rồi như vậy đấy, như vậy là cái này chúng ta sẽ phải sinh ra là in như thế. Tổng rồi. Tiếp theo, bảng tiếp theo chúng ta cần in. Thì thông thường là dù là chọn vật tư theo công trình hay là tổng vật tư hay theo giá tổng hợp thì thông thường là người ta vẫn in cái bảng tổng vật tư này. Thông thường vẫn in bảng tổng vật tư này. Đấy. Còn nếu mà chúng ta chọn vật tư theo công trình thì đương nhiên là bảng tổng vật tư chúng ta bắt buộc phải chọn là cái bảng chênh lệch rút gọn để chúng ta thể hiện cái chênh lệch ở đây. Còn nếu mà ở bảng ở này mà chúng ta chọn là vật tư theo giá tổng hợp theo tổng vật tư, nếu chúng ta chọn theo tổng tư thì đương nhiên cái này là chúng ta chọn, chúng ta phải in cái bảng là gì ạ, bảng giá hiện trường rút gọn là đương nhiên rồi. Đấy. Còn nếu mà ở đây cái bảng này chúng ta chọn là vật tư theo giá tổng hợp thì ở đây chúng ta cũng nên là in cái bảng tổng hợp vật tư, nhưng mà chọn là bảng số 7 là bảng giá hiện trường rút gọn vì nó thể hiện được khối lượng, cái giá mà tại thời điểm chúng ta làm dự toán và thành tiền của nó tại thời điểm làm dự toán thì nó vẫn là tối ưu hơn. Đấy. Đấy, thì tốt nhất là nên in cái bảng này ra, hoặc là có trường hợp là chúng ta cũng không cần in cái này nữa. Đấy, không cần in giá, không in tiền, chúng ta in đến khối lượng là cùng thôi thì cũng được, không sao cả, bởi vì cái chi phí vật liệu công máy nó được thể hiện ở đây rồi, thành tiền đây rồi. Đấy. Thành tiền đây rồi. Đây rồi. Đấy. Tuy nhiên thì nếu như mà đằng nào cũng mất công in thì chúng ta in cả giá cả thành tiền thì cũng tốt, không sao cả. Để cho người ta biết được từng cái vật liệu một là khối lượng nó bao nhiêu, tương ứng với tổng tiền nó bao nhiêu. Đấy, từng cái nhân công này một thì khối lượng tương nó bao nhiêu cũng như là tổng tiền bao nhiêu thì có lẽ là cũng tốt hơn so với việc là chỉ in nguyên cái khối lượng này ra. Cho nên có lẽ là tôi sẽ khuyến nghị là nếu ở đây chúng ta chọn theo vật tư theo giá tổng hợp thì ở bên tổng tư chúng ta cũng in cái bảng là gì ạ? Bảng là giá hiện trường rút gọn, tức là bảng số 7 đấy ạ. Như trên màn hình chúng ta đấy ạ. Đấy, để nó có giá, có thành tiền và có khối lượng nữa thì nó đầy đủ hơn. Đấy. Tiếp theo thì đối với một số đơn vị mà chúng ta có tính cước vận chuyển như các tỉnh có tính cước hoặc công trình có tính cước thì chúng ta in các cái sheet cước vận chuyển, cước bộ ra để mà chứng minh được cho cái giá hiện trường này nó bao gồm cả cước nữa. Đấy. Tiếp theo thì cái khối lượng này lấy đâu ra? Khối lượng này lấy đâu ra? Khối lượng này thì khối lượng này sẽ được lấy từ hao phí vật tư. Ví dụ cát này chẳng hạn này thì chúng ta sẽ phải lấy ở cái cột này, cột G. Đấy. Cứ công tác nào có cát thì chúng ta cộng cái cột G này vào. Đấy. Do đó cái bảng tiếp theo chúng ta cần phải in là cái bảng gì ạ? Hao phí vật tư. Tức là nó thể hiện được là định mức đấy, từng cái công tác một cũng như là tổng khối lượng vật liệu nhân công máy của từng công tác một ở ba cái cột G, K, L này. Đấy. Thế tuy nhiên thì cái bảng này thì tôi thấy rằng nó rất là dài. In ra nó rất là dài thì tôi thấy là thường là các đơn vị tư vấn, các chủ đầu tư là thường không in cái bảng này ra. Thường không in bảng này vì nó rất là dài, chúng ta thấy ạ, một công tác số 1 thôi ạ, một công tác này mà nó chiếm đến tận bằng này dòng, rất là dài. Có công tác khác nó còn dài hơn. Đấy, có nhiều công tác khác nó còn rất là dài. Đấy, thế cho nên là có thể là cái bảng này người ta sẽ bỏ qua, người ta không in, nhưng mà có thể là người ta sẽ gửi file mềm, người ta gửi file mềm cho chủ đầu tư để chủ đầu tư kiểm tra cái định mức này có đúng không, cũng như là cái số liệu này chúng ta thành lập công thức ở đây, lấy tổng khối lượng nhân định mức nhân hệ số nếu có ra đây có đúng không, vân vân, nhất là cái định mức này kiểm tra có đúng không. Thì có thể là cái bảng này về mặt nguyên tắc là chúng ta phải in ra để nó giải thích cho cái khối lượng này. Thế nhưng mà trong thực tế là có thể là in, có thể là không, thì tùy chúng ta trao đổi với phía chủ đầu tư hay là phía đại diện ban quản lý dự án, đại diện đơn vị quản lý dự án của chủ đầu tư đó, để xem có cần in cái này không. Nếu cần thì đương nhiên phải in, còn nếu mà không cần thì có lẽ họ sẽ yêu cầu chúng ta nộp file mềm. Thì khi xuất qua Excel này, bấm vào đây xuất qua Excel, hoặc là vào file xuất qua Excel, xuất công trình sang Excel thì chúng ta chọn có cả cái bảng hao phí vật tư này. Đấy, chúng ta chọn có cái hao phí vật tư này, tôi bấm thử. Save. Thì đây, khi chúng ta chọn thì chúng ta có tích vào cái gì ạ? Cái hao phí vật tư này. Bỏ đi thì mất, nó không hiển thị ở trong file đấy, nó ẩn đi. Còn nếu tích vào thì nó sẽ có. Thì chúng ta nên tích vào để đưa chủ đầu tư cái file Excel mà có cái bảng hao phí vật tư này.
Đấy, sau đó chúng ta bấm chấp nhận thì nó sẽ xúc qua Excel chúng ta, và chúng ta chuyển file Excel này qua email, qua USB, vân vân, chúng ta chuyển cho chủ đầu tư, vân vân. Đấy. Như vậy chốt lại thì cái how phân tư này là có lựa chọn in hay không. Đấy, là do thỏa thuận giữa hai bên. Về mặt lý thuyết là phải in, nhưng mà trong thực tế thì nó quá dài. Mỗi một đầu việc lên 10 15 dòng rất là dài, cho nên là nhiều đơn vị người ta không in mà người ta nộp file mềm. Đấy. Tiếp theo, cái giá hiện tại này thì như tôi vừa giải thích là đối vật liệu thì chúng ta phải in cước vận chuyển, cước bộ ra nếu có. Đấy, thế còn đối với nhân công, đối với máy, đối với cái giá này đấy, là chúng ta phải tính ở bên sheet nhân công. Giá này chúng ta tính ở bên sheet máy đấy, và hoặc là chúng ta có thể phải tính thể hiện cái bù nhiên liệu. Đấy. Thì nếu như mà có thể hiện bù thì chúng ta tích vào cộng bù nhiên liệu để thể hiện cái cột có bù nhiên liệu, và sau đó chúng ta chọn là cái bảng số 9 là bảng chênh lệch có hệ số bù nhiên liệu lương, hoặc là bảng số 4 là bảng cước vận chuyển bù nhiên liệu lương. Đấy, tùy. Thế bây giờ bảng tiếp theo chúng ta cần in là cái bảng đơn giá nhân công. Nếu như mà công trình của chúng ta, tỉnh của chúng ta là họ cho phép tính cái đơn giá nhân công, như cái bài học số 2 về bảng giá nhân công tôi đã hướng dẫn, thì tiếp theo chúng ta in cái phần bảng này ở trong cái sheet nhân công ra. Tiếp theo để chứng minh cái giá máy này thì chúng ta phải in cái sheet máy ra. Sheet máy bao gồm cái bảng là bảng tính đơn giá cả máy này, tất cả cái bảng này. Đấy, để chúng ta tính được là mỗi một cái máy nó gồm có chi phí nhiên liệu làm sao, chi phí lương thợ lái máy làm sao, các chi phí khấu hao, sửa chữa, chi phí máy khác làm sao, và tổng cuối cùng nó ở đây. Tại sao nó ra là con số này, nó dùng các công thức như thế nào. Đấy, thì chúng ta sẽ in cái bảng này ra cho chủ đầu tư để giải thích cái giá máy này ở đây. Búa rung 170 này là 1.359.086 đồng, hay là cái cần cẩu 25 tấn này là 2.822.402 đồng này. Để chúng ta giải thích cho họ cái con số này. Đấy. Đấy. Thế còn trong trường hợp nếu như mà ở bên tổng đầu tư này chúng ta chọn cộng bù nhiên liệu lương thợ, chúng ta tích vào đây, sau đó chúng ta bấm F5. Đấy. F5 thì chúng ta có thể thể hiện là cái bảng số số 4 này là nó sẽ có cái bù nhiên liệu lương thợ ở đây, và cái giá của nó bao gồm cả cái giá mà thông báo của tỉnh cộng với cả bù nhiên liệu lương thợ. Đây, cột E là cột tôi xin lỗi. Cái đây thành tiền nó bằng khối lượng nhân với cả giá. Và cái giá này thì là thành tiền này là thành tiền bù nhiên liệu. Đấy, thì nó bao gồm là khối lượng nhân với cả giá này. Hoặc là chúng ta thể hiện là cái bảng giá hiện trường. Giá hiện trường là rõ. Thì nó có cả giá thông báo, có cả bù nhiên liệu lương thợ và giá hiện tại. Đấy. Thì cái cột giá hiện tại này nó sẽ bằng cột giá thông báo cộng thêm với cả cột bù nhiên liệu. Dụ giá thông báo cột H và bù nhiên liệu cột M, chúng ta kiểm tra lại. H là giá thông báo, bù nhiên liệu cột M. Đấy, thì chúng ta thể hiện ra thì nó rõ hơn. Như vậy là đối với cái trường hợp chúng ta cộng bù thì chúng ta sẽ tích vào cái gì ạ? Bảng số 6. Số 6 này. Và cái này lấy đâu ra? Cái này lấy ở bên sheet nhiên liệu thì chúng ta sẽ phải in cái nhiên liệu ra. In cái sheet nhiên liệu ra để chúng ta giải thích cho họ là mỗi một ca bù một ca lấy đâu ra? Bù một ca lấy đâu ra? Đây ví dụ như lấy gì ạ? Lấy bù nhiên liệu cộng bù lương. Xong bù nhiên liệu tính thế nào? Bù lương tính thế nào chẳng hạn, vân vân. Thì để giải thích cho người ta cái bảng tính bù một ca này. Đấy, để chúng ta đưa sang bên cái tổng vật tư. Đấy, tổng vật tư. Đấy. Tiếp theo mà chúng ta vừa tính nhân công và tính máy và chúng ta đã in các bảng này ra. Đấy, thế thì chúng ta phải giải thích với chủ đầu tư rằng cái phần nhân công này, phần máy này chúng ta in tính toán dựa trên cái thông số nào. Thì chúng ta in tiếp cái đầu vào này. Chúng ta in các cái bảng mức lương đầu vào là bao nhiêu, rồi cái giá xăng dầu là bao nhiêu, các cái hệ số nhiên liệu phụ bao nhiêu để giải trình cho họ các cái thông số chúng ta tính toán nhân công và tính máy. Đấy, nếu trường hợp mà chúng ta phải tính nhân công máy thì chúng ta sẽ phải in cái đầu vào này. Đấy. Ở đây có cái sheet giá tháng này là cái nơi mà để chúng ta nhập giá vật liệu, nhập giá nhân công, giá máy, thì cái này không cần in vì tất cả các cái số liệu nó thể hiện là tất cả ở cái bảng này rồi. Ví dụ nếu chúng ta chọn bảng giá hiện trường chẳng hạn, bảng số 7 chẳng hạn, thì bao giờ nó có giá hiện tại rồi. Nếu mà chúng ta chọn là bảng số chênh lệch thì nó sẽ có giá gốc, giá hiện tại rồi. Thế cho nên là chúng ta không cần thiết phải in cái bảng này làm gì cả. Bảng này chỉ là cái nơi để chúng ta nhập liệu thôi. Đấy, chúng ta không cần in. In ra nó thừa không đền gì cả bởi vì nó trùng số liệu với cả cái bảng tổng hợp tư này rồi. Đó, ok, thì chúng ta bỏ qua. Và cái bảng cuối cùng chúng ta cần in đấy, sẽ là cái bảng khối lượng công dự toán công trình hay là bảng tiên lượng. Tất nhiên là cũng có một số trường hợp là
đơn vị tư vấn họ in cái này trước, trước khi mà họ in một số cái bảng chi tiết. Ví dụ như họ in bìa xong, họ in tổng đầu tư xong thì bắt đầu họ in cái bảng dự toán này luôn. Sau đó họ mới in các cái bảng phía sau. Thì tùy tùy theo cái cách mà quan niệm của từng tùy từng nơi. Đấy, có thể là in ngay sau cái bảng tổng cái phí này hoặc là có thể in ở cuối, thì tùy tùy theo cái phong cách hoặc là cái cách hiểu của mỗi một đơn vị đó. Có một gợi ý thế này, nếu mà chúng ta quên mất là không biết là dự toán cần in cái gì, đấu thầu in cái gì, chúng ta vào hiển thị, hiện ảnh bảng sheet đây, ví dụ nó đang là một cơ số các bảng hiện ra đây, thì dự toán chúng ta tích vào dự toán này, nó hiện ra cái bảng công trình giá nọ giá kia. Đấy, rồi là đơn giá chi tiết, giá tổng hợp, tổng gói phí vân vân. Nhưng mà cái phần gì ạ? Phần chiết tính nó bỏ qua, phần dự thầu nó bỏ qua, dự toán gói thầu vân vân nó bỏ qua một cơ số các cái thứ mà dự thầu. Và chúng ta thấy đây cái bảng cái các cái sheet nó hiện ra rất là ít. Đó, nếu chúng ta bấm vào dự thầu thì lúc này nó sẽ tích vào chúng ta là chiết tính, dự thầu, hạng mục trung thầu vân vân. Đấy, thì chúng ta bấm đóng lại thì chúng ta có vẻ nhìn thấy mọi thứ nó đỡ rối mắt hơn. Nó còn rất, chúng ta thấy ạ, hiện nay còn rất ít bảng. Đấy. Thì bây giờ tôi sang phần thứ hai là xem là đối với hồ sơ dự thầu hay là hồ sơ đấu thầu đấy, chúng ta cần in cái gì. Thì hồ sơ đấu thầu chúng ta làm dựa trên cái hồ sơ mời thầu mà chủ đầu tư người ta mời, chỉ có khối lượng các cái đầu việc thôi, chỉ có ba con này thôi. Đấy. Thế thì như cái bài học trước tôi đã hướng dẫn về cái dự toán, bài về dự thầu đấy ạ. Đấy, thì tôi đã hướng dẫn rồi, tính chiết tính rồi, tính dự thầu rồi, dự phòng thầu rồi, dự toán gói thầu rồi. Đấy, thế thì bây giờ khi in thì chúng ta in cái nào trước? Thì tất nhiên chúng ta sẽ in cái dự toán gói thầu là bảng đầu tiên, vì dự toán gói thầu nó thể hiện tất tần tật các chi phí từ xây dựng, đấy, từ hạng mục chung. Trong hạng mục chung nó có gì ạ? Có lán chạy tạm, có công tác không xác định được khối lượng thiết kế, rồi có hạng mục chung còn lại, đấy, rồi có cả dự phòng nữa. Đấy, nói chung khi mà đi đấu thầu thì cái con số ở dự toán gói thầu này, tôi lấy ví dụ 157 tỷ 782 triệu này, chính là con số mà chủ đầu tư người ta mong muốn, người ta nhìn à, đơn vị này là bạn 157 tỷ, đơn vị kia là 165 tỷ, đơn vị kia là 139 tỷ chẳng hạn, thì người ta nhìn vào cái bảng này, người ta nhìn thấy ngay là tổng cùng là bao nhiêu. Đấy, xem là đơn vị nào thấp nhất đã, ít nhất là như vậy. Thì do đó là để cho dễ nhất, tiện nhất, và cái con số tổng thì bao giờ chúng ta in ở trên cùng. Do đó thì tất nhiên là ngoài cái tờ bìa ra thì tiếp theo là chúng ta in cái dự toán gói thầu, là chúng ta sẽ ra được bằng này tiền. Đấy, và chúng ta in cái bảng này ra. Đấy, sau đó thì chúng ta bấm vào nút này hoặc là nút này để chúng ta in, đặt giấy máy in chúng ta in thôi. Rồi tiếp theo chúng ta phải thể hiện được cái chi phí của từng hạng mục một, dự thầu, chi phí dự thầu của từng hạng mục một, chi phí xây dựng này, để em dự thầu chúng ta bấm vào đây. Thì chúng ta in cái bảng dự thầu gồm có tên các đầu việc người ta mời này, khối lượng người ta mời, giá chúng ta bỏ đây và tiền chúng ta bỏ đây. Đấy, cũng như là cuối cùng là từng cái hạng mục một thì cái tổng tiền chúng ta bỏ là bao nhiêu, thì chúng ta thể hiện ở cái cột này. Đấy, thể hiện ở cột này, sau đó chúng ta bấm vào nút in đây, duyệt trước khi in, xong chúng ta in hoặc là chúng ta bấm in luôn ở đây cũng được. Đấy, chúng ta chọn hạng mục nào thì nó in hạng mục đó. Đấy, chúng ta lưu ý như vậy. Tiếp theo ở cái giá này là do chúng ta tính ở bên chiết tính chẳng hạn, đúng chưa? Ví dụ đây là chiết tính H27, chúng ta bấm can chuôn mở móc vuông, đúng chưa? H đây, 27 đây, thì đây là H27. Thế thì bảng thứ tiếp theo chúng ta cần in là bảng chiết tính. Bảng này thì bắt buộc phải in rồi, mặc dù nó rất là dài, nó thể hiện định mức này, giá này, tiền từng cái đầu việc, từng cái vật liệu một, từng nhân công, xong nó cộng tổng lại kể cả các chi phí, chi phí chung, rồi thu nhập, thuế trước, thuế má, lán trại, nhà tạm vân, chúng ta thể hiện hết. Đấy, thì chúng ta phải thể hiện cái bảng này. Đấy, ở đây thì cái bảng chiết tính này, thì chỗ này là nếu mà chọn dự toán gói thầu thì ở đây chúng ta không nên chọn cái này. Đấy, mà chúng ta nên chọn cái này 06/2010 bộ dựng, chúng ta in. Chờ một chút vì file này hơi nặng, hơi to. Rồi, nó chỉ đến sau thuế là cùng thôi. Thì cái dự toán, cái chi phí lán chạy ở tạm ấy, hạng mục chung nó nằm ở đây rồi. Đấy. Nếu mà ở cái dự thầu này mà chúng ta chọn là có hạng mục chung, rồi là có dự phòng, có hạng mục chung ấy, thì thôi chúng ta không phải in cái này nữa, bởi vì nó nằm luôn ở giá trị dự thầu rồi. Đấy. Thế còn nó nằm luôn ở chiết tính và dự thầu rồi. Còn nếu mà trường hợp mà chúng ta trong cái này chúng ta chọn là 06 hay 16 bội dự chẳng hạn, mà nó không có cái hạng mục chung, thì đương nhiên là chúng ta phải thể hiện cái gì ạ? Cái dự toán gói thầu ở đây để nó có hạng mục chung. Đấy. Đấy. Như vậy bảng đầu tiên là dự toán gói thầu này. Bảng tiếp theo là dự phòng, nếu như mà chúng ta hồ sơ của chúng ta có thi công lâu
và có yêu cầu tính dự phòng. Tiếp theo thì chúng ta phải thể hiện cái bảng dự thầu này. Tiếp theo là thể hiện chiết tính này. Đấy. Tiếp theo thì cái giá của vật liệu này, đấy, giá của nhân công này, giá của máy này thì chúng ta phải in. Ở đây thì có các cái sheet như là cước vận chuyển nó đã ẩn đi rồi. Chúng ta vào menu hiển thị này, hiện là sheet này. Cước vận chuyển, cước bộ này. Chúng ta bấm... rồi, chúng ta bấm đóng lại này. Thì nếu như công trình của chúng ta có tính cước thì chúng ta phải in ra. Cước vận chuyển, cước bộ chúng ta in này ra. Đấy, đấy là hai sheet tiếp theo. Tiếp theo mà cái máy này chúng ta, nếu mà chúng ta tính giá cả máy tại thời điểm chúng ta làm ra cái này thì chúng ta phải tính cái, chúng ta phải in cái bảng máy này ra. Đấy. Tiếp theo chúng ta phải in cái nhân công này ra, nếu như công trình đó chúng ta sử dụng cái cách tính đơn giá nhân công ở đây để chúng ta tính. Đó. Đấy, chúng ta sử dụng, chúng ta in cái phần này ra và chúng ta phải in tiếp cái đầu vào để thể hiện là cái gì ạ, cái mức lương đầu vào. Đấy. Rồi là các cái tỷ lệ phụ cấp nếu có, thì hiện nay là thông thường là không có, bằng không hết, kệ chúng ta cứ in ra nó bằng không. Chúng ta phải thể hiện được cái giá xăng dầu, hệ số nhiên liệu phụ. Đấy. Vân vân, để chúng ta in ra để chủ đầu tư biết là cái số đầu vào chúng ta tính nhân công máy. Đấy. Cái giá tháng này không cần in, không cần in bởi vì cái giá này nó thể hiện luôn ở đây rồi, nó thể hiện luôn ở cái cột này rồi, cho nên không cần nữa. Đấy. Tất nhiên in thừa thì họ yêu cầu thì in thôi, chứ còn cái bảng này thì kể cả dự toán, quyết toán, đấu thầu chúng ta chẳng phải in làm gì cả. Đấy. Thế còn cái công trình này thì có lẽ cũng không cần in, vì lý do là cái đầu việc này, khối lượng này, cái giá ấy, là chúng ta thể hiện hết ở bên này rồi. Các cái đầu việc, khối lượng, giá, tiền chúng ta hiện đây rồi, cho nên là cái sheet công trình này có lẽ cũng không cần in nốt. Đó. Như vậy chốt lại, đối với dự thầu chúng ta in lần lượt là gì ạ? Dự toán gói thầu này. Đấy. Nếu như mà đối chiết tính chúng ta không tính lán chạy ở tạm, không tính hạng mục chung ở đây, không tính dự phòng ở đây, chúng ta sẽ in cái này trước. Tiếp theo nếu mà công trình thi công lâu có yêu cầu tính dự phòng thì chúng ta in dự phòng ra. Đấy. Tiếp theo chúng ta in dự thầu, in chiết tính, rồi là in các loại cước nếu có, rồi in bảng giá cam máy, in bảng giá nhân công. Đấy. Nếu như cái công trình của chúng ta, cái phần chiết tính này mà phần giá máy này chúng ta có bù nhiên liệu thì chúng ta phải in cái sheet nhiên liệu ra. Đây, sheet nhiên liệu đâu? Sheet nhiên liệu đây. Đây, chúng ta phải in cái sheet nhiên liệu ra để giải thích cho chủ đầu tư cái bù nhiên liệu nó đưa vào cái chiết tính như thế nào. Đấy, bù nhiên liệu sẽ đưa vào như thế nào thì chúng ta phải in cái phần nhiên liệu ra. Đó. Đấy là phần dự thầu. Tiếp theo đến phần 3 là đối với cả hồ sơ quyết toán thì chúng ta cần in cái gì? Đối hồ sơ quyết toán thì bây giờ chúng ta vào hiển thị này, hiện ẩn bảng sheet này, chúng ta chọn quyết toán thì nó sẽ ẩn bớt một số cái liên quan đến dự toán đi thì nó đỡ mất thời gian của chúng ta. Rồi, quyết toán thì đầu tiên chúng ta phải in cái bảng tổng hợp khối lượng công việc hoàn thành, chúng ta phải in ra. Đấy, cái đây là cái bảng quan trọng nhất. Chủ đầu tư muốn biết là từng giai đoạn một chúng ta hoàn thành những đầu việc nào. Đấy, tổng lũy kế làm sao vân vân thì chúng ta phải in để người ta nhìn thấy cái tổng ở dưới này. Đấy, nào là đây, tổng thành tiền theo hợp đồng là bao nhiêu, lũy kế hết kỳ trước bao nhiêu, thực hiện kỳ này bao nhiêu, lũy kế hết kỳ này bao nhiêu vân vân. Thì người ta muốn nhìn các cái số liệu này thì chúng ta phải in cái khối lượng hoàn thành trước. Tất nhiên cái tờ bìa là đương nhiên rồi. Rồi tiếp theo đến khối lượng hoàn thành, khối lượng phát sinh. Đấy, chúng ta in ra. Đấy, tiếp theo thì cái khối lượng hoàn thành, khối lượng phát sinh này, cái đơn giá theo hợp đồng, đơn giá bổ sung ở đâu ra thì có khả năng là chúng ta phải in thêm cả cái chiết tính quyết toán này để chúng ta giải thích được cái giá, rồi cái chênh lệch giá ở đâu ra. Đấy, cái giá này nó chênh lệch ở bên khối lượng hoàn thành ở đâu ra. Đấy, cái đơn giá bổ sung này, đấy là như thế nào. Đấy. Thì tại sao nó có bổ sung đây thì là chúng ta phải in cái chiết tính này ra, chiết tính quyết toán này ra. Thế còn đối với cả cái chiết tính này thì là chúng ta đã nộp bài cho người ta khi mà chúng ta làm hồ sơ đấu thầu rồi, cho nên có lẽ chúng ta không cần phải in cái chiết tính này lần thứ hai nữa. Mặc dù cái bổ sung ở đây, cái đơn giá bổ sung ở đây nó sẽ bằng cái đơn giá mà tính theo chiết tính này, quyết toán này, trừ đến cái đơn giá mà tính theo chiết tính này. Đấy, chẳng hạn, tất nhiên là cùng việc tương ứng. Đó. Đấy. Thế thì chúng ta trừ nó đi, cho nên chúng ta phải in cái chiết tính quyết toán này ra. Đấy. Nếu như mà từng giai đoạn một mà cái giá máy, giá nhân công nó thay đổi do là lương nó tăng, xăng dầu nó tăng, nó giảm luôn chẳng hạn, chúng ta bắt buộc phải in cái gì ạ? Cái giá máy này ra. Nếu mức lương đầu vào nó thay đổi thì chúng ta phải in cái phần tính nhân công này ra. Đấy, và tất nhiên chúng ta phải in cái đầu vào này vì là có thể là giá lương nó thay đổi, xăng dầu nó thay đổi, đấy, vân vân. Đấy, chúng ta phải in ra. Và cái cuối cùng là chúng ta in cái khối lượng quyết toán cho từng giai đoạn một ở cái sheet quyết toán này ra.
Đấy, khi in thì chúng ta bấm vào đây hoặc là vào đây. Đấy. Như vậy là đối với cái bài học cuối cùng này là kết thúc cái lớp học dự toán công trình, thì tôi đã giải thích cho chúng ta cái việc in ấn, cái việc in ấn cái hồ sơ dự toán là như thế nào, hồ sơ đấu thầu gồm in những cái thứ gì. Đấy, và hồ sơ quyết toán in những gì, cũng như là tổng đầu tư thì in những thứ gì. Và có một cái cuối cùng mà tôi nhắc để chúng ta nhớ lại là trong hiển thị hiện ẩn bảng sheet nó có là gì ạ? Có nút dự toán, nút dự thầu, có nút quyết toán. Đấy, thì chúng ta chọn cái gì dự toán thì nó tích vào tất cả những cái bảng liên quan, có thể liên quan đến dự toán của chúng ta. Chúng ta tích vào dự toán thì chúng ta thấy là chiết tính không có này, dự thầu không có này, dự toán với thầu không có này, nhưng mà nếu chúng ta bấm vào dự thầu thì nó sẽ có chiết tính, có dự thầu, có dự toán gói thầu, mà cái phần tổng hợp kinh phí thì không có này. Đấy, dự phòng nó sẽ không tích cho chúng ta này. Đấy, tổng hợp phía mục nó không tích, vân vân. Hay là quyết toán chẳng hạn thì những cái thứ mà liên quan đến dự toán nó sẽ không không in, nó sẽ không tích, nhưng mà những cái thứ mà như là khối lượng hoàn thành, khối lượng phát sinh hay là chiết tính quyết toán chẳng hạn nó tích cho chúng ta. Đấy, thì chúng ta làm hồ sơ nào thì chúng ta nên chọn hiện ẩn bảng bằng các nút này cho nó nhanh. Tất nhiên là chúng ta có thể là chúng ta thích thì chúng ta tích vào đây cũng được, nó vẫn hiện ra như bình thường. Đấy, đấy, hiện ra. Đấy, ví dụ chúng ta chọn quyết toán nhưng mà chúng ta vẫn thích hiện ra tháng chẳng hạn thì nó vẫn hiện ra như bình thường. Chúng ta đây, nó vẫn có ra tháng ở đây chứ không phải là không có. Đấy, thế thì chúng ta nhớ được là trong cái này nó có cái hiện ẩn bảng để chúng ta chọn cho nó nhanh, và khi làm việc thì nó ít bảng thì nó đỡ rối mắt, tức là ít các cái sheet này này thì chúng ta đỡ bị rối mắt. Đấy, ví dụ như bây giờ tôi không muốn cái sheet hệ số xây lắp, đây chúng ta vào hiển thị cấu hình, hiển thị này hiện ẩn bảng này, chúng ta không thích cái sheet hệ số xây lắp đúng chưa, bây giờ nó vẫn đang hiện đúng chưa, đang tích, chúng ta bỏ đi thì nó mất cái sheet hệ số xây lắp ở đây, thì chúng ta đỡ bị rối mắt. Đấy, trong quá trình làm việc rồi là học tập hoặc làm việc thực tế sau này, nếu như chúng ta có cái vấn đề gì cần trao đổi thêm hoặc là những cái ý kiến đóng góp thì các bạn vào trợ giúp, vào đóng góp ý kiến với G8 Hoàng Hà, hoặc là bạn vào trang web dự toán G8.com như thế này. Đấy, xin chân thành cảm ơn, và sau này sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chuyên sâu hơn nếu có thể. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn.